Cảm giác của người đàn ông khi quờ hờ tờ giờ chỉ để giải quyết nhu cầu khác như nào khi quờ hờ tờ giờ với người yêu mình hả? Hả? Cảm giác của người đàn ông khi quờ hờ tờ giờ chỉ để giải quyết nhu cầu khác như thế nào khi người đàn ông quan hệ với người yêu mình hả? À, nó cũng khác tí, nó có khác em. Khi quan hệ để mà giải quyết nhu cầu thì cái cảm giác yêu nó không có. Còn cái cảm giác khi quan hệ với người phụ nữ mà anh ta có tình cảm, tạm gọi là người yêu, là người có tình cảm, thì nó sẽ đủ đầy và nó thỏa mãn hơn. Tuy nhiên nó sẽ làm mất dần cái cảm giác yêu đó đi, tức là nó được hưởng và nó mất dần đi, chứ nó không phải là hưởng được nhiều hơn để xây lên thế. Ok, trả lời cho em vậy, nó khác nhau chỗ đó, và nó có cái sự thỏa mãn nhiều hơn. Tuy nhiên với những cái mối quan hệ mà cái cảm giác yêu tụt nhiều rồi, tức là nó đã tới cái mức mà nó tụt, thì cái cảm giác yêu không có, thì lúc đó cái người phụ nữ mà gọi là người yêu đó, vì cảm giác yêu không còn, thì lúc đó người phụ nữ đó vào cái vị trí là chỉ giải quyết cái nhu cầu sinh lý thôi cho cái người đàn ông đó. Nhưng mà cái lúc này là nhu cầu sinh lý thì có, nhưng mà cái cô này giải quyết không được cao như lúc ban đầu, hay là bằng một cô gái bán hoa đi, không bằng được. Tại sao? Là vì cô gái bán hoa đó là mới. Thế thì tại sao mới lại khác cũ? Thì cái này được chứng minh về mặt sinh học, không ở loài chuột loài người tất cả đều vậy rồi. Cũng giống như các bạn ăn một cái món gì ăn hoài thì nó cũng có thể là khi bạn ăn món khác ngon bạn cảm thấy thích hơn. Cái đó là tất có, đó là bản chất con người. Thì cái dopamine, tức là cái lượng nội chất truyền dẫn thần kinh mà nó tạo ra cái cảm giác sung sướng của con người, từ cờ bạc cho tới ăn nhậu chơi bời vui vẻ hài kịch đá banh, tất cả cái cảm giác mà sung sướng đó, kể cả quan hệ tình dục, nó đều cao hơn khi với cái, nói chữ nào cho nó nhẹ nhàng chút, khi quan hệ với một người phụ nữ mới thì người đàn ông có cái cảm giác hứng thú hơn, cái dopamine nó lên cao. Cho nên cái cô gái gọi là người yêu mà sau khi cảm giác yêu nó tụt thì nó lại thành nhàm chán rồi, tại vì quan hệ quá nhiều rồi. Bây giờ cái cô khác mới hơn, mặc dù phải tốn tiền nhưng mà nó phê hơn, là tại dopamine nó lên cao hơn. Thì nó thường là đi như thế, bởi vậy nên dẫn cái chia tay, đúng không? Nó thường dẫn cái gì này, nhưng mà anh phân tích cho em thêm chút xíu để em thấy được cái điều đó. Anh ơi, em và người yêu quen nhau gần 2 năm và đã có quờ tờ giờ. Dạo gần đây anh ấy ít nhắn tin cho em mà không còn đầu tư vào em nữa. Những khi gặp nhau là do em chủ động. Giờ có cách nào để xây lại mối quan hệ không ạ? Không có em, chuyện hư hết rồi. Một khi em muốn xây mối quan hệ là em đang đeo đuổi đàn ông, mà càng đeo đuổi thì nó càng tụt tiếp. Mối quan hệ đó hư rồi em. Nó hư từ lâu rồi, chứ không phải 2 năm nay mới hư nha. Nó hư từ lâu rồi. Ngày nào thì anh nó biết chính xác, nhưng mà đại đa số là cái từ ngay cái lúc em quan hệ tình dục, hoặc có thể trước đó luôn. Tức là kể cả những cái hành xử của mình vẫn có thể là tạo ra cái sự tổn thương và hư mối, tụt cái cảm giác. Ok, tiếp tục. Anh Tuấn cho em hỏi, có trường hợp nào mà người đàn ông dùng một cô gái khác họ không yêu để chọc tức hoặc làm tổn thương người con gái mà họ đã vô lơ không anh? Em cảm ơn anh. Có tình huống đó em, không nhiều nhưng mà có. Và ở đó là trong những tình huống mà những người đàn ông ta bị phụ thuộc rồi đó, mà người ta không, thực ra nó không còn là fall in love, nó là sự phụ thuộc rồi. Tại vì fall in love là một cảm giác lành, nếu anh ta fall in love với một cô gái tức là lành á, anh ta sẽ đeo đuổi cô gái đó tiếp. Nhưng mà một khi anh ta làm tới cái việc mà tạo sự tổn thương thì đó nó là một cái gì đó, nó là sự phụ thuộc từ phía anh ta đối với cô gái, và đó là cái nỗi đau chứ không phải là yêu. Anh muốn tránh cái chữ yêu, tại vì yêu nó là lành lắm, cái này nó không là yêu, nó là phụ thuộc, giống như là tức yêu mà không được, nó chuyển qua thành phụ thuộc, nó khó chịu, và lúc đó mới dẫn tới cái việc mà trả thù. Thì có hay không? Có cho nên em hỏi có tình huống đó không, thì giá trên đời có chuyện, trên đời chuyện gì cũng có em đi chút xíu em có thấy là nó có nhiều điều lạ lắm. Ngày xưa các cụ vẫn nói là đi một đàn học một sàng khôn, anh thì anh chỉnh lại tí xíu là đi một đàn thấy nhiều chuyện quái đản, học một sàng quái đản. Okay. Lạ lắm, có nhiều chuyện lạ trên đời lắm. Em càng đi nhiều em càng thấy có nhiều chuyện lạ, chuyện lạ đó đây. Anh Tuấn ơi, hẹn hò qua mạng chưa gặp được vì quán ở Sài Gòn chưa mở cửa, cả hai đều nhắn tin mỗi ngày và hợp nhau rất nhiều thứ ạ. À, em đã ly dị nhưng chưa nói với anh, đợi khi nào gặp thời điểm hợp lý em mới nói ạ. À, anh chỉ em bước tiếp theo để làm gì để mối quan hệ được tốt, em chẳng làm gì hết trơn, người đàn ông chưa tới gặp em được có gì đâu, tức là chuyện chưa có gì hết. Em phải làm thế nào? Em đừng có đổ, em đừng có đầu tư tình cảm vào. Đầu tư tình cảm là không phải là em không nhắn tin nha, không đầu tư tình cảm tức là đừng có tình cảm với người đàn ông này, chưa có gì để có, thấy không? Đó là chưa đầu tư tình cảm, và nên trau chuốt phiên bản của mình, đừng đổ quá sớm. Khi em nói là nhắn tin mỗi ngày hợp rất nhiều, có nghĩa là em đang đổ. Rồi nữa em nói là thời điểm hợp lý em mới nói là em đã có gia đình ly dị, nó chỉ nói lên em sợ đó là một yếu tố bất lợi. Em ơi, ở đây chưa có gì hết, người đàn ông đó hoàn toàn có thể không gặp em, hoặc là gặp em vẫn có thể hoàn toàn không có sự rung động, hoặc là không có sự rung động vẫn có thể tới quan hệ tình dục của em rồi sau đó ra đi.
sợ lắm là mất mấy cái kiểu mà yêu xa gặp 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 nhắn tin là yêu luôn, về là coi như chết không luôn. Đại đa số những cái mối như vậy về là chết không, sau đó người phụ nữ ôm một cục đau á, sau đó im hết hết chuyện, tại người đó có xa lại xong đó, xin lỗi anh không hợp với em, mình không phải thuộc về nhau, thôi đi. Rồi sau đó giờ không chịu thôi, cái bắt đầu đúc ra thêm chút khập khiễng, lại mốt là dễ đổ hơn, gặp người khác lại dễ tổn thương hơn, nhạy cảm hơn, dễ đổ hơn, rồi cứ vậy qua. Cái mình làm bây giờ trong cái này, thứ nhất là nó chưa thành một mối quan hệ hẹn hò, nó chưa có gì để chứng minh cả. Thứ hai là chính vì nó chưa làm mối quan hệ, có gì đâu mà làm, chưa gặp em mà. Tụi em là mối tình từ tuổi trẻ 21, 22 đến nay 5 năm. Anh ấy luôn nắm giữ tay em mỗi khi cả hai ra ngoài. Dịch không gặp anh đặt hoa tặng, đặt đồ ăn thức uống và đầu tư thời gian. Anh luôn trân trọng em, cho em hỏi mối tình từ tuổi trẻ như vậy và có kiến thức tình cảm thì vẫn có thể khởi đầu tốt cho hôn nhân không ạ? À? Anh có kế hoạch năm sau cưới em? Khi em hỏi là có thể hay không thì chắc chắn là có thể, nhưng mà được hay không nó phụ thuộc vào em. Ok, mối tình tuổi trẻ từ 21, 22 đến nay 5 năm cũng có nghĩa là tụi em bây giờ 26, 27 rồi. Nếu như mối tình của em tốt đẹp thì em sẽ cảm giác được cái hạnh phúc đó và anh ta sẽ cưới em như em tả, đó là điều tốt đẹp, anh chúc mừng em. Cho em hỏi tiếp nối câu của mình, câu nào ta? Vậy tại sao quen nhau lâu năm tình yêu cô ấy chưa đủ lớn, à đây là bạn nam, mà vẫn đồng ý kết hôn với em là sao vậy anh? Em đi nước ngoài nhưng vẫn lo vật chất cho cô ấy mà cô ấy lại giấu với người cảm nắng Việt Nam, nói là đã chia tay với em rồi. Em thật sự khó hiểu, có gì đâu khó hiểu, cô ta chưa có tình cảm với em thì làm sao thì cô ta sẽ như vậy với em, ráp vô em thấy nó dễ hiểu, tại sao khó hiểu? À em nói là vậy tại sao quen nhau lâu năm tình yêu chưa đủ lớn, tại vì em chưa chinh phục được cô gái này. Hồi nãy em nói rồi đó, em nghĩ là quen lâu năm thì tình yêu người phụ nữ sẽ đủ lớn, đại đa số là như vậy đúng, nhưng mà không phải tất cả các tình huống. Ở tình huống này em hoàn toàn chưa chinh phục được cô này thì tình cảm nó chưa đủ lớn, chứ có gì đó anh ơi. Chồng em và người yêu cũ yêu được 6 tháng tính đến, chồng em và người yêu cũ yêu được 6 tháng tính đến nay chia tay 4 năm, tức là hồi xưa 4 năm rồi, mà lấy em được 2 năm. Khi lấy em thì thường xuyên cố gắng liên lạc với người yêu cũ, thậm chí còn cho tiền hàng tháng cô ấy, vậy có phải tình cảm với em đã tụt từ cảm giác, tụt cảm giác rồi đúng không ạ? À? Tụt lâu rồi em, có thể ngay từ đầu không có đủ luôn á. Lấy nhau được 2 năm mà có hai con, có khi nào chồng em liên lạc chỉ để giải quyết nhu cầu không ạ? À? Em cảm ơn anh nhiều. Theo em tả là chắc chắn một điều là chồng em không có yêu em rồi, chắc chắn. Em tả đây nè, chồng em thường xuyên cố gắng liên lạc với người yêu cũ, thậm chí còn cho tiền hàng tháng. Em ơi, một người đàn ông mà yêu vợ không bao giờ mang tiền cho một người phụ nữ khác hàng tháng, đặc biệt là người yêu cũ. Ok, cho nên là tình yêu với em đã tụt rồi. Em nói là lấy em được 2 năm có hai đứa con, thì anh nói thật nha, dùng chữ tụt có thể không đúng đâu, có thể là rất thấp ngay từ đầu và bây giờ hết. Tại vì sao em nói tụt nhanh như vậy được nếu yêu? Ok, nó có tụt nhanh được. Thế em tả nè, hàng tháng mà chỉ lấy em 2 năm mà hàng tháng, nghe nó có vẻ, em biết là 2 năm là chỉ có 24 tháng thôi, mà anh ta làm cái điều này mà theo em tả nó giống như là liên tục hàng tháng, như là ngay từ đầu với em không có gì. Em giống như là một cái chỗ mà anh lấp đầy cái anh ta thiếu lấy về cái gì đó anh biết, còn cái cô kia mới là cái chỗ tình cảm, nhưng mà anh ta đang bị phụ thuộc vào chuyện họ cũng là hư và tổn thương thôi. Nhưng mà cái quan trọng là với em á, mà nó biết tại sao lại đồng ý lấy người đàn ông vậy nha, thực sự nó không hiểu được, tới bây giờ vẫn là như vậy. Anh ta chỉ liên lạc để giải quyết nhu cầu hay không anh không biết, có thể là anh ta vẫn đang giải quyết những cái nhu cầu tình cảm, nhưng mà với em á là anh ta không có yêu em được, tại vì nó thiếu sự tôn trọng. Nó thiếu, người đàn ông á mà khi mà yêu một người phụ nữ nha, là cái tài chánh á là anh ta dồn cho cái gia đình đó, đó nó giống như cái con chim trống mà đi, nó xây tổ, nó không bao giờ mà giống như anh chạy qua anh xây tổ nhỏ bên kia, anh qua anh xây tổ chim mái bên kia, tại vì anh yêu em cho nên anh qua anh xây tổ bên kia. Anh thấy nó sẽ rất là vô lý. Và đây là người yêu cũ, tức là rất là tổn thương và nhạy cảm với người vợ của mình, nhưng mà anh ta lại làm điều đó. Chuyện có vẻ công khai nó lại càng xấu, không biết tại sao mà đến một hôn nhân như vậy. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.